Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với tập số 20 của câu chuyện Thiên Cơ của tác giả Trường Lê. Như vậy chúng ta cũng đi được đến 2/3 của bộ truyện rất dài tập này. Thưa quý vị, trong tối ngày hôm nay, ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 20 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhóm bốn người tiếp tục di chuyển bên dưới tầng hầm dẫn tới trung tâm bát quái địa đạo. A Luân vẫn chưa được lý giải về đội quân quỷ dữ. Thêm một lần nữa, A Luân liền hỏi thầy Lương. Thầy Lương, thầy có thể nói qua cho tôi biết về đội quân quỷ dữ được không? Thầy Lương liền gật đầu đáp. Tất nhiên là được. Khi đã chắc chắn Cư Vân là hậu duệ của Cư Thần Vũ, thì điều mà tôi lo lắng nhất lại chính là việc hắn liệu có sở hữu một đội quân quỷ dữ hay không. Thông qua thông tin chúng ta biết được từ Từ Đằng, trong số 5 chiếc thuyền lớn đấy, nhất định có một chiếc dành cho những kẻ khát máu điên cuồng tới từ cổ thành. Trên đường đi, thầy Lương kể cho A Luân, A Thiện tất cả những gì mình biết về Cơ Thần Vũ. Kẻ đứng đầu cổ thành thời xa xưa cũng chính là kẻ khơi mào cuộc chiến kéo dài trăm năm giữa Bạch Tộc và cổ thành. Nguyên nhân chính cũng bởi bảo vật thượng cổ Thiên Cơ Bản. A Thiện nghe đến đâu toàn thân run rẩy, nổi da gà đến đó. Qua lời kể của thầy Lương, đội quân quỷ dữ dưới sự chỉ đạo của Cơ Thần Vũ đã uống máu ăn thịt không biết bao nhiêu người của Bạch Tộc. Cuộc chiến nào cũng vậy, Bạch Tộc khi ấy đã giành chiến thắng, đẩy lui đám người cổ thành vì địa phận của chúng. Thế nhưng để làm được điều ấy, biết bao nhiêu sinh mạng của người Bạch đã phải nằm xuống. Những bức họa khắc trên vách đá trong hang động cổ xưa miêu tả lại, xương như chất thành núi, nước sông Châu Giang chuyển màu đỏ máu, Cơ Thần Vũ cùng đội quân quỷ dữ bị tiêu diệt. Cuộc chiến kết thúc cũng là lúc Bạch Tộc mở mang đất đai, thiết lập cuộc sống bình yên cho tới tận bây giờ. Nghe thầy Lương nói, máu trong người của A Luân như cuộn trào sôi sùng sục. Câu chuyện của thầy Lương như một bản hùng ca trắng đệ, tuy mang nỗi đau thương, mất mát, thế nhưng thực sự khiến những người sinh ra và lớn lên bên dưới chân núi Bạch Hạc như A Luân cũng cảm thấy tự hào. Nhưng A Luân nhận thấy trong câu chuyện thầy Lương kể vẫn còn một chút gì đó chưa thực sự thỏa mãn. A Luân lúc này nói, nhưng mà thầy Lương, tôi vẫn còn một điều này muốn hỏi. Thầy Lương liền đáp, cầu hỏi đi. A Luân liền tiếp, như lời thầy kể thì đội quân quỷ dữ đó có sức khỏe kinh hồn. Chúng còn rất điên cuồng, không mảy may sợ chết. Chúng tàn động đến độ ăn tươi nuốt sống xác thịt đối phương ngay trên chiến trường. Nhưng mà người Bạch lại hoàn toàn trái ngược. Đa phần người Bạch đều rất hiền lành, chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Vậy họ dùng cách gì để chống lại Cơ Thần Vũ cũng như đội quân của quỷ dữ? Tôi có nghĩ thế nào cũng không lý giải được điểm thắc mắc này. Thầy Lương mỉm cười khẽ dừng lại một nhịp, thầy Lương để nói, rất hay, đây quả thật là một câu hỏi hay. Cậu nói đúng, nếu nhìn vào Hương Kim Giang hay là Kim Sơn bây giờ thì sẽ thấy người Bạch không hề giỏi trong chiến đấu. Thông minh, chăm chỉ và thiện lương chính xác là những đức tính của người Bạch. Thế nhưng mà câu chuyện chúng ta đang nói ở đây lại nói về Bạch tộc thời cổ xưa, cách hiện tại vài trăm, thậm chí là cả ngàn năm. Không phải tự nhiên mà Bạch tộc lại được giao phó nhiệm vụ bảo vệ Thiên Cơ Bản. Những gì ghi chép của khúc quân sư vụ bắt đầu từ khi người đến Bạch Hạc Sơn có nói, từng có thời điểm Bạch tộc được so sánh với thần. Trong tổng của họ xuất hiện những cá nhân vô cùng kiệt xuất, họ mang trí tuệ và cả sức mạnh của thần. Những người này được xưng danh là thần tộc. Sức mạnh và trí tuệ của thần ư? A Thiện ấp úng nói. Nhìn A Luân, thầy Lương lại tiếp, hãy ngẫm mà xem, tại sao trong số những người Bạch lại xuất hiện một chàng trai mang một sức khỏe kinh người, có thể nghe thấy âm thanh hay tiếng động cách một khoảng xa như vậy. A Luân nước nước bọt rồi nói, ý của thầy là sao à? Thầy Lương liền mỉm cười rồi đáp,
Tôi không có ý gì cả. Mặc dù sư phụ tôi có viết lại rằng thần tâm đã tự hủy hoại chính bản thân họ và sau đó biến mất, thế nhưng quan niệm của tôi lại khác. Tôi tin ở đâu đó trong cộng đồng người Bạch vẫn có những người mang trong mình dòng máu của thần tộc. Đi tiếp thôi nào. Năm giờ ba mươi phút sáng tại xưởng đóng tàu, tiếng còi lại vang lên inh ỏi, cùng với đó là giọng nói ồm ồm của Mã. Dậy thôi nào các chàng trai, đến lúc phải làm việc rồi. Tiếng còi ngay lập tức đánh thức tất cả mọi người. Ai nấy mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh. Đèn được bật sáng, nhìn ra bên ngoài cửa thấy trời vẫn còn tối. Một vài người nhăn nhó rồi nói: Ủa, còn chưa sáng mà, bên ngoài trời vẫn còn tối. Đứng trên bục cao, lão Mã liền nói lớn: Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Tới qua các người đã được ăn uống nhậu nhẹt thoải mái rồi. Theo như quy định được phổ biến ngay từ đầu, thời gian thức dậy là buổi sáng 5:30. Mọi người có 30 phút để làm vệ sinh cá nhân. Tới 6 giờ sẽ ăn sáng, sau đó bắt đầu các công việc được giao vào ngày hôm trước. Sau khi hoàn thành xong, tôi sẽ phân công công việc mới. Nên nhớ các người đến đây là để chiến đấu, là để bảo vệ Kim Sơn, chứ không phải tìm một chỗ vui chơi phè phỡn. Lệnh từ Bạch Phủ, nếu ai chống đối hoặc cố ý định bỏ trốn sẽ được coi như là hành động phản bội. Hình phạt cho kẻ phản bội lại hương Kim Sơn như thế nào chắc mọi người cũng đã biết. Tôi không có nhắc lại một lần nữa. Ngay bây giờ, theo như việc chia đội ngày hôm qua, các đội kiểm tra số lượng người của đội mình, thông báo lại, sau đó vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Từng đội cử người đại diện đi lấy bánh bao cho mọi người, để phục vụ cho hàng trăm con người ở đây. Nhân công của xưởng đóng tàu còn phải thức dậy từ 3 giờ sáng. Bắt đầu đi. Vi Sơn ngó sang bên cạnh, đưa mắt tìm kiếm Từ Đằng, không thấy Từ Đằng đâu cả. Trong lòng của Vi Sơn bắt đầu cảm thấy bất an. Phần về những lời vừa nói của lão Mã không phải chỉ để đe dọa Xuông. Một khi đã chấp nhận đi tổng quân, bản thân mỗi người có mặt trong xưởng đóng tàu lúc này đều ý thức được điều đó. Phản bội, chống đối, tự ý bỏ trốn, coi như tự chọn cho mình cái chết. Đêm qua Vi Sơn đã phân tích hết lời, dùng mọi lý lẽ để khuyên can Từ Đằng nhưng không được. Giờ nghĩ lại, trong lúc vẫn còn hơi men, Vi Sơn còn giúp Từ Đằng tìm đường bỏ trốn. Chuyện này mà bị phát hiện, không chỉ Từ Đằng mà ngay cả Vi Sơn cũng khó mà thoát. Chết tiệt chứ, sao giờ này nó còn chưa có quay lại? Có khi nào nó bị lính của Bạch Phủ bắt đi rồi không? Liệu nó có khai mình ra không? Sao mày ngu vậy hả Vi Sơn? Vi Sơn tự trách móc chửi bới chính bản thân của mình. Chính Vi Sơn cũng không hiểu tại sao lúc đó lại vẽ đường cho hưu chạy, để giờ đây ngay cả bản thân phải nơm nớp lo sợ, mắc phải tội đồng lõa, đồng phạm. Vi Sơn giật bắn người khi có ai đó vừa vỗ vào sau lưng của mình. Này, tôi không làm gì cả, tôi không biết. Vi Sơn luống cuống quay đầu lại rồi rối rít đáp. Người vừa vỗ vai của Vi Sơn là đội trưởng của nhóm. Người này tên là Chiết. À Chiết, làm gì là làm gì, tôi đang định hỏi anh có thấy Từ Đằng đâu không. À Chiết nói. Vi Sơn đổ mồ hôi vội trả lời. Tôi không biết, tôi vừa ngủ dậy như mọi người thôi, không thấy cậu ta đâu ư. À Chiết lúc này liền chép miệng. Đội của chúng ta chỉ thiếu mỗi mình Từ Đằng thôi. Lạ nhỉ, hôm qua lúc đi ngủ còn thấy cậu ấy nằm đây ngay bên cạnh anh cơ mà. Đi đâu được chứ, có khi nào bỏ trốn rồi không? Nghe đến hai từ bỏ trốn, Vi Sơn nổi cả da gà nhưng vẫn cố gắng lấp liếm. Không phải chứ, sao lại thế được, có khi nào cậu ấy đi vệ sinh nên chưa kịp quay lại thì sao? Ai Chết lại tiếp. Đợi xem một chút, để mấy đội bên kia báo cáo trước. Vi Sơn nghĩ trong đầu, cầu trời cầu Phật cho Từ Đằng nó quay lại, nếu không chắc cả con cũng chết mất. Từ Đằng, làm ơn quay lại đi mà. Nhưng hết đội này đến đội kia lên báo cáo quần số, vẫn chưa thấy mặt mũi của Từ Đằng đâu. Cuối cùng đến lượt đội của A Chiết báo cáo với lão Mã. Tiến về phía của lão Mã, A Chiết liền nói. Đội tôi thiếu mất một người,
Từ lúc tiếng còi vang lên khi tỉnh dậy không thấy cậu ta đâu. Đã đợi thêm thời gian nhưng đến giờ vẫn không thấy xuất hiện. Lão Mã liền hỏi, là ai? Là Từ Đăng. Ai chết đáp. Lão Mã chừng mắt có thể nhắc đến tên của người khác. Lão Mã còn chưa nhớ ra được ngay. Thế nhưng khi A Chiết nói tên Từ Đăng, ngay lập tức Lão Mã có ấn tượng. Bởi ngày hôm qua Từ Đăng là nhân vật gây nhiều sự chú ý nhất. Đầu tiên là việc Từ Đăng bất chợt lên cơn đau tim. Chính Lão Mã phải ra tay giúp Từ Đăng. Đến tối lúc cầu viên đem đồ ăn đến đây, cũng chính Từ Đăng đột ngột xuất hiện hỏi han thông tin về người vợ của mình. Sau chuỗi lại toàn bộ tất cả những sự việc lại với nhau, Lão Mã nghĩ ngay đến việc Từ Đăng đã bỏ trốn. Nhưng vốn là một người dày dặn kinh nghiệm trong việc quản lý nhân công, Lão Mã không muốn những người khác bị ảnh hưởng tâm lý. Hơn nữa sự việc chưa rõ ràng, chính vì vậy Lão Mã yêu cầu đội của A Chiết ở lại, còn những đội khác sau khi báo cáo xong sẽ tiếp tục công việc như đã nói. A Chiết quay trở lại đội, mọi người xôn xao hỏi, thế nào rồi? A Chiết liền đáp, ông ta yêu cầu đội chúng ta ở lại, khả năng là Từ Đăng đã bỏ trốn. Nếu như vậy cả đội sẽ phải liên lụy. Thằng khốn đó sao nó lại bỏ trốn được chứ? Tối qua còn thấy nó ăn uống vui vẻ lắm cơ mà. Một người trong đội gắt gầm, người khác lại lắc đầu, không hẳn là vui vẻ đâu. Từ lúc chiều cho đến khi nó kêu đau tim, thấy có điều gì đó bất ổn. Lúc Cao đại nhân đến đây, nó còn chạy ra hỏi han điều gì đó cơ mà. Nhưng mà lạ, cửa ra vào xưởng đóng tàu có người canh gác, nó muốn trốn thì trốn bằng cách nào chứ? Vi Sơn vẫn cố gắng nói tốt cho Từ Đăng, chắc không phải vậy đâu, có khi cậu ta đâu đó quanh đây. Cùng lúc đó Lão Mã cho gọi đội tuần canh đêm qua lại. Sau khi hỏi từ lúc đêm qua cho đến sáng nay có ai ra khỏi xưởng không, và được biết không có ai ra ngoài, Lão Mã cho người đi tìm toàn bộ khu vực bên trong xưởng đóng tàu, tìm trên cả năm chiếc thuyền lớn. Thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Từ Đăng đâu. Tiến đến chỗ Vi Sơn, Lão Mã liền hỏi, ngày hôm qua cậu là người nói chuyện và ở bên cạnh Từ Đăng nhiều nhất, cậu có biết Từ Đăng đi đâu không? Nuốt nước bọt, Vi Sơn lo sợ không biết trả lời làm sao. Nếu bây giờ mà thành thật thì liệu Lão Mã có tha cho mình không? Mà nói Từ Đăng bỏ trốn thì khác gì đồng phạm biết chuyện mà không báo. Vi Sơn lúc này ấp úng, tôi báo, cấp báo. Trong lúc Vi Sơn còn chưa nói hết câu thì từ bên ngoài người của Lão Mã chạy hộp tới, miệng nói lớn, Mã đại nhân, phát hiện dấu chân ở cánh cửa nhỏ đã bỏ không sử dụng đến từ lâu, hắn đã trốn theo đường đó. Lão Mã siết chặt hai bàn tay lại, nghiến răng trợn mắt, rồi giọng gằn xuống, lập tức cho người đến Bạch Phủ thông báo tin này, đi ngay cho ta. Báo. Lão Mã vừa nói xong thì lại thêm một người nữ chạy vào hô hoán với một bộ dạng hớt hải. Người này là dân hương Kim Sơn được điều động đến xưởng đóng tàu để tổng quân, tên là Văn Kỳ. Văn Kỳ thở dốc mặt tái mét, chỉ ra bên ngoài xưởng đóng tàu, đúng hướng cánh cửa đã bỏ hoang, mắt nhìn Lão Mã rồi tiếp. Có chuyện rồi, tử. Vi Sơn lấy tay vỗ lưng cho Văn Kỳ, do đang thở cho nên nói vội vã, cho nên Văn Kỳ ho sặc sụa. Có chuyện gì, bình tĩnh, thở đều rồi nói, cậu vừa nhắc đến tử gì vậy? Vi Sơn hỏi. Qua cơn ho, Văn Kỳ tiếp tục nói, là Từ Đăng, không hiểu sao Từ Đăng lại nằm bên ngoài kia. Lão Mã trợn mắt hỏi, Từ Đăng, cậu nói Từ Đăng ở đâu? Văn Kỳ chỉ tay ra bên ngoài rồi nói, ở đoạn gốc cây gần bờ sông ngoài kia, khi nãy tôi mót quá nhà vệ sinh thì đông, cho nên chạy vòng ra đằng sau tìm chỗ tiểu, sẽ đến nơi thấy Từ Đăng nằm đó, hình như chết rồi sau đây. Vi Sơn há hốc mồm ấp úng rồi hỏi, Văn Kỳ, cậu nói cái gì, Từ Đăng chết rồi? Văn Kỳ nuốt nước bọt lúng túng rồi đáp, tôi cũng không rõ, chỉ thấy Từ Đăng nằm đó không động đậy, mặt mũi trắng nhợt nhạt, toàn thân ướt sũng, tôi sợ quá nên chạy đến đây thông báo cho Lão Mã luôn. Lão Mã đứng bật dậy chạy nhanh về cánh cửa nhỏ thông ra bên ngoài hướng bờ sông. Vi Sơn cùng những người khác cũng vội chạy theo. Vi Sơn trong lòng không hiểu tại sao Từ Đăng lại nằm đó. Đêm qua chính Vi Sơn chỉ cho Từ Đăng cánh cửa thông ra ngoài để chạy trốn,
Chẳng lẽ chưa kịp chạy đã gặp chuyện gì? Xa đến gần bờ sông ngoài này, cây cối rậm rạp tùm. Theo chân của Văn Kỳ, Lão Mã, Vi Sơn cùng những người khác thấy đang nằm dưới gốc cây đúng là Tử Đằng. Đúng là Tử Đằng rồi, sao cậu ta lại nằm ở đây? A Chiết hoang mang, không dám lại gần Tử Đằng, chỉ Lão Mã lập tức ngồi xuống bên cạnh khẽ lật người của Tử Đằng, đưa tay lên mũi kiểm tra hơi thở. Lão Mã nói, cậu ta chưa chết, hình như chỉ bị ngất đi, nhưng cơ thể lạnh lắm. Vừa nói Lão Mã vừa lấy tay vỗ nhẹ vào mặt của Tử Đằng, đồng thời mở mắt Tử Đằng ra xem đồng tử. Sau vài cái vỗ, Tử Đằng hé cặp mắt nấp máy nhìn xung quanh miệng ú ớ. Tôi đang ở đâu thế này? Mọi người lúc này mừng rỡ hết lên. Tử Đằng tỉnh lại rồi, cậu ta còn sống, may quá, Tử Đằng vẫn còn sống. Vi Sơn cùng Ai Chiết dìu Tử Đằng đưa vào trong xưởng đóng tàu. Sau khi rửa mặt mũi chân tay bằng nước ấm, sắc mặt của Tử Đằng đang hồi trở lại. Lão Mã liền hỏi, tại sao cậu lại nằm đó? Tử Đằng liền đáp, đêm qua tôi buồn đi vệ sinh, lại trong tình trạng say rượu, thế nên chẳng hiểu tại sao đi ra tới chỗ đó. Đang đi tiểu bỗng toàn thân lạnh cấm, tôi chỉ nhớ mình ngã xuống đất, sau đó không biết gì nữa. Lão Mã lại hỏi tiếp, nhưng sao cậu lại biết ở chỗ đó có cánh cửa thông ra phía bờ sông? Tử Đằng lúc này liền trả lời, chuyện là do lúc chiều, trong lúc chuyển đồ tôi tình cờ phát hiện ra thôi. Thế nên đêm đến buồn đi tiểu, mới nghĩ đi lối đó ra bụi tiểu cho tiện. Buồn quá rồi chạy ra xin phép đi vệ sinh, chắc bĩnh ra tại chỗ mất. Xin lỗi Lão Mã, xin lỗi mọi người, tại tôi mà mọi người bị hú vía một phen. Vi Sơn nói đỡ cho Tử Đằng, công tài tối qua mọi người cứ chuốc cho cậu ấy uống say. Ban đầu Tử Đằng đã bảo không uống được rượu, mọi người cứ ép. A Chiết chém môi rồi nguyết dài, thế không phải cậu là người mời rượu nó nhiều nhất à? Mà thôi, không sao là may rồi, khi nãy chúng tôi còn tưởng cậu đã bỏ trốn, náo loạn cả lên. Xin chút nữa Lão Mã cho người chạy đến Bạch Phủ để báo tin, cậu thấy trông người thế nào? Tử Đằng lúc này liền đáp, không sao rồi à, tôi có thể làm việc cùng mọi người. Lão Mã lúc này gật đầu nói, vậy được, vấn đề đã được giải quyết. Sẽ các cậu cho người đi lấy đồ ăn sáng và trà, ăn uống xong tiếp tục công việc. Nhớ là từ giờ cho đến ngày hạ thủy, đừng có gây ra thêm bất cứ rắc rối nào nữa. Rõ, thưa Lão Mã. Tất cả đồng thanh rồi hô lớn. Trong lúc chờ đợi đồ ăn và nước uống, Vi Sơn kéo Tử Đằng ra một chỗ rồi nhìn từ trên xuống dưới Tử Đằng. Vi Sơn liền nói, chuyện này là sao? Tử Đằng liền đáp, không sao cả, chỉ là trên đường tôi nghĩ nên quay lại về thôi. Nhưng sao cậu lại nằm bất tỉnh ở đó? Tôi tưởng... Vi Sơn chưa nói hết câu, Tử Đằng đang ngăn lại. Tử Đằng khẽ lắc đầu, đừng nói thêm gì. Nếu như anh muốn cả hai chúng ta được an toàn, Vi Sơn, có những chuyện tạm thời tôi chưa thể kể với anh, nhưng mà thực sự cảm nhận của anh về nơi này, về Bạch Trường Hưng đều đúng. Sắp tới đây chỉ mong sao cho Hư Kim Sơn được yên bình, mong cho tất cả dân Kim Sơn qua được kiếp nạn. Dứt lời, Tử Đằng đưa ngón tay lên vuốt nhẹ vào ấn đường của Vi Sơn, khẽ lùi về sau nửa bước. Tử Đằng nhìn chằm chằm vào ấn đường mình vừa chạm vào, miệng ấp úng, là màu xanh phỉ thúy. Vi Sơn liền nhíu mày, cậu đang nói linh tinh gì vậy? Mà tại sao lại chạm vào đầu tôi? Tính xem tôi có ốm không à? Chẳng lẽ đêm qua trúng gió đầu óc có vấn đề sao? Mà thôi kệ đi, quay lại là tốt. Sáng nay lúc còi vang lên không thấy cậu đâu, cả đội sợ vỡ cả mật. Lát nữa làm việc có gì mệt mỏi cứ nói chúng tôi làm thay cho. Tử Đằng khẽ gật đầu im lặng, mắt nhìn về phía những người dân Hương Kim Sơn đang mải mê ăn uống cười đùa trò chuyện với nhau. Tử Đằng lúc này tự nhủ, là thật, tất cả mọi người ở đây đều bị trúng độc rồi. Nè Tử Đằng, cầm lấy. Sao mặt mũi hoang mang đứng nghẹt ra như vậy? A Chiết đưa bánh bao và cốc nước trà cho Tử Đằng. Cầm lấy cái bánh cốc trà, Tử Đằng nhìn hai món ăn mà xưởng đóng tàu chuẩn bị cho dân quân Hương Kim Sơn. Kìa, ăn đi chứ, ăn còn lấy sức mà làm. Vì sân dục, nhìn mọi người ăn uống vui vẻ, Tử Đằng cũng ăn trà và bánh rất ngon. A Chiết vừa uống trà vừa tấm tắc khen, đồ ăn ở đây coi vậy mà làm vừa miệng thật, trà thơm cực kỳ, mùi thơm này thật dễ chịu, uống vào tới đâu cảm giác tỉnh táo khỏe lại đến đó. Đúng là Bạch Trường Hưng đối xử với chúng ta không tệ, thế cho nên là chúng ta cũng phải cố gắng
không được phụ lòng của Bạch Trường Hương cũng như bà con dân Kim Sơn. Lần này cho dù có chết cũng phải tiêu diệt lũ mọi Kim Giang, mọi người có đồng ý hay không? Tất cả đều đồng thanh hô lớn, đồng ý, giết sạch lũ Kim Giang Bạch tộc, bảo vệ Hương Kim Sơn. Nghe tiếng hô vang, Từ Đằng bất chợt đánh rơi cây bánh bao xuống đất, đôi mắt thất thần không muốn nhặt lên. Từ Đằng buột miệng rồi nói: không phải như vậy, họ không phải là mọi dân, cũng không phải là ma quỷ. Ma quỷ thực sự đang ở trong Hương Kim Sơn. Có vẻ như những người khác vẫn còn đang hô hào trong sự hưng phấn, thế nên chẳng ai nghe thấy Từ Đằng nói gì. Đó cũng coi là một điều may mắn cho Từ Đằng. Sau khi ăn uống xong, tất cả dân quân cùng nhân công trong xưởng đóng tàu tiếp tục theo sự chỉ đạo của lão Mã làm việc. Mọi thứ diễn ra trong sự hối hả và tất bật. Cùng lúc đó, bên dưới đường hầm dẫn đến trung tâm của bát quái địa đạo, A Thiện lúc này liền hỏi: còn xa nữa không thưa thầy? Ở bên dưới này ẩm thấp tối om chật chội, cảm giác khó chịu quá. Thế Lương liền đáp: cố gắng thêm một chút nữa, có lẽ chúng ta sắp tới nơi rồi. Thật may khi mà đường hầm bên dưới lòng đất không bị sụp xuống từ sau vụ nổ từ nhà họ Vương. Đi thêm một đoạn, có một cảm giác đường hầm mỗi lúc một mở rộng hơn. Đó cũng chính là chỉ báo cho việc nhóm của thầy Lương đang tiến đến gần trung tâm của địa đạo. Quả nhiên là như vậy. Tay cầm đèn mang sông, thầy Lương là người đầu tiên bước ra khỏi cửa khảm. Đây là lần thứ hai thầy Lương và ông chủ Vương đứng ở trung tâm nơi bắt quái địa đạo. Còn với A Luân và A Thiện, đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến một địa đạo với 8 cửa tương ứng với 8 quẻ trong bắt quái. Quá sức rộng lớn, vượt xa sự tưởng tượng của con người. A Luân cũng như A Thiện không dám tin bên dưới lòng đất lại tồn tại một công trình có quy mô khủng khiếp đến như vậy. Xoay người một vòng nhìn bao quát cả 8 cửa hang, A Thiện lúc này run rẩy: nơi này là thứ gì vậy? Thật không thể tin nổi, bên dưới lòng đất thực sự tồn tại một nơi như vậy sao? A Luân cẩn trọng hơn, tay lầm lầm con dao dài chỉ về tứ phía. A Luân lúc này liền hỏi: liệu rằng ở đây có tồn tại yêu ma quỷ quái hay một thứ gì đó tương tự hay không? Thầy Lương liền đáp: bát quái địa đạo được tạo ra dựa trên 8 quẻ trong bát quái. Mỗi cửa tương ứng với một quẻ. Mỗi cửa sẽ dẫn đến một vị trí địa linh hoặc nơi có long mạch trong địa phận Hương Kim Sơn. Là địa đạo mang linh khí, mặc dù nằm bên dưới lòng đất, thế nhưng không phải nơi để yêu ma quỷ quái cư ngụ. Mặc dù với sự hiểu biết ít ỏi của ta, vẫn chưa thể nào thấu hiểu được hết ý nghĩa cũng như mục đích của người tạo ra địa đạo này là mong muốn điều gì. Thế nhưng chắc chắn nó rất quan trọng đối với Hương Kim Sơn. Tạm thời gác chuyện đó qua một bên, bây giờ ta cần phải xem trong số 6 cửa còn lại, đâu là cửa sẽ dẫn tới Bạch Phủ. Đưa đèn cho A Thiện cầm, thầy Lương ngồi xuống đất, lấy trong tay nải ra 2 tấm bản đồ. Một tấm bản đồ gia thuộc vẽ địa hình Hương Kim Sơn mà Khúc Quân sư phụ để lại trong chiếc hộp gỗ chôn dưới gốc cây ngân hạnh. Tấm bản đồ thứ hai chính là tấm bản đồ của địa đạo mà ông chủ Vương vô tình làm đổ nước trà và phát hiện ra. Căn cứ vào 2 cửa đã biết trước đó, chính là cửa chấn tương ứng với nhà họ Vương, cửa khảm dẫn ra khu vực sông Châu Giang. Như vậy sẽ còn lại 6 cửa, đó là Cấn Tốn, Ly Khôn, Đoài Càn. Giơ ngón tay chỉ vào tấm bản đồ, thầy Lương để nói: nhà họ Vương là cửa chấn. Nhà họ Vương là cửa chấn phương chính đông, mang hành mộc. Vị trí sông Châu Giang là cửa khảm phương chính bắc, mang hành thủy. Theo như các địa điểm quan trọng được đánh dấu trong tấm bản đồ gia thuộc này thì Bạch Phủ nằm ở đây, phương Tây Bắc, là nơi có địa hình cao nhất trong Hương Kim Sơn. Trải qua nhiều thế hệ, nhà họ Bạch vẫn sống ở đây. Họ là dòng tộc đứng đầu Kim Sơn kể từ khi khởi nguyên, khai làng lập ấp. Bản chất vốn dĩ đã mang trong mình trách nhiệm lãnh đạo và là người đứng đầu. Hiểu rồi.
Ông chủ Vương lúc này hỏi: Thầy đã tìm được cửa tương ứng với Bạch Phủ rồi sao? Thầy Lương liền gật đầu: Tìm được rồi. Căn cứ vào những gì tôi vừa nói ở trên, cộng thêm hai tấm bản đồ chúng ta đang có, từ trung tâm địa đạo muốn đến Bạch Phủ, chúng ta phải đi vào cửa càn. Trong tám tượng đơn của bát quái, quẻ càn gồm ba hào dương, có liên quan đến người lãnh đạo. Quẻ càn còn tượng trưng cho trời. Trong quẻ thiên thể vận hành bốn mùa thay đổi. Sau đó càn chính là biểu tượng của sự uy quyền. Cái đến phương đạo của càn là phương Tây Bắc. Điều này hoàn toàn trùng khớp với vị trí địa lý của Bạch Phủ trong Hương Kim Sơn. Nhà họ Bạch là dòng họ đứng đầu Kim Sơn. Chính vì vậy chắc chắn cửa càn sẽ dẫn tới địa phận của Bạch Phủ. Chưa biết đầu ra bên kia là ở trong hay là bên ngoài Bạch Phủ, thế nhưng cũng như là cửa khảm dẫn ra sông Châu Giang, nhưng muốn đến bờ sông còn cách một đoạn đến đó rồi sẽ biết. Thu gom đồ đạc bỏ vào trong tay nải, đeo tay nải lên vai, Thầy Lương đưa tay bấm đồn, mắt nhìn vào tám cửa, miệng lẩm nhẩm tính toán. Bước tới miệng một cửa hang trong sáu cửa còn lại, Thầy Lương lúc này nói: Chính là cửa này, cửa càn dẫn tới Bạch Phủ. A Luân, A Thiện, Vương Khải, chúng ta đi thôi. Cả ba người còn lại cúi đầu vâng dạ, rồi cùng Thầy Lương đi vào cửa hang tượng trưng cho quẻ càn. Ánh sáng của ngọn đèn mang sông lập lòe rồi mất dần trong bóng tối. Đã xác định được phương hướng, biết được con đường dẫn tới nơi cần phải đến, thế nhưng trong lòng của Thầy Lương vẫn còn trăn trở canh cánh một chuyện, không biết liệu có nên nói ra bây giờ hay không. Chỉ với bốn con người, bọn họ đang tiến thẳng đến nơi mà Thầy Lương từng gọi đó là Động Quỷ. Bạch Phủ, vị trí địa linh trong long mạch tượng trưng cho trời, là nơi họ Bạch đặt nền móng khi mà khởi nguyên Kim Sơn Bạch tộc. Chỉ xét vị trí địa lý trên tấm bản đồ cũng đủ thấy đó là nơi linh khí quy tụ mạnh mẽ nhất trong tám quẻ bát quái. Thế nhưng bây giờ đã không còn như vậy nữa. Trước khi bao trùm lấy Kim Sơn cũng xuất phát từ Bạch Phủ. Trong suốt gần 20 năm qua, một quãng thời gian quá dài đủ để cư vân biến phủ nhà họ Bạch trở thành một nơi mang đầy oán nghiệp. Linh khí tới thời điểm hiện tại dường như đã bị hút cạn. Một khi long mạch bị ô uế biến chất sẽ kéo theo việc địa mạch bị tổn hại. Từ đó linh khí vượng khí ngày một suy yếu. Cho đến khi mà địa long mạch bị hủy hoại hoàn toàn, chính là người dân nơi ấy sẽ phải gánh chịu tai họa. Tìm được cách để đến Bạch Phủ không khó, nhưng phải làm sao để tiêu diệt được cư vân, đó là điều khiến cho Thầy Lương phải đau đầu suy nghĩ. Thầy Lương biết chắc chắn cư vân sẽ không bao giờ chọn cách đối đầu với người khắc chế được hắn. Ẩn sau thân xác phu nhân của Bạch Tiên Phong, giấu mình trong phủ nhà họ Bạch ngần ấy năm, cư vân ngoài việc thi luyện ma quỷ còn sử dụng cả ngải tán ám hại tất cả bà con Hương Kim Sơn, dùng sinh mạng dân thường vô tội như một tấm lá để bảo vệ mình. Nếu so sánh với cửa thần vũ về thủ đoạn, về âm mưu, cơ vân thậm chí đã vượt xa tổ tiên của hắn. Còn về mặt tà thuật cổ độc, hắn cũng không thua kém tổ tiên. Khi những gì cửa thần vũ trong quá khứ nắm giữ, đến bây giờ cơ vân cũng đang sử dụng. Thời xa xưa, Bạch tộc đánh lui tiêu diệt được cửa thần vũ cùng đội quân ma quỷ của ông ta là nhờ vào những người Bạch mang trong mình dòng máu thần tộc. Còn bây giờ khi thần tộc được cho là biến mất, người Bạch hai bên bờ Châu Giang không những không còn đoàn kết mà còn nảy sinh mâu thuẫn thù hận, thề chém thề giết không đội trời chung. Vậy lấy gì để mà chống lại cư vân nếu để cho hắn đem quân của mình vượt qua sông Châu Giang? Sẽ không có cơ hội nào cả, cho dù tất cả bà con Kim Giang Bạch tộc không sợ chết, sẵn sàng hy sinh tính mạng để chiến đấu, cũng không thể tránh được kết cục cuối cùng, đó là sự diệt vong. Suy tính tới thời điểm này, cho nên Thầy Lương chỉ còn cách duy nhất, tiêu diệt cơ vân trước khi chúng được quân hạ thủy vượt sông. Có như vậy mới ngăn được cuộc chiến đẫm máu, mới không để lại lịch sử từ mấy trăm năm trước lặp lại. Vừa soi đèn tiến về phía trước, Thầy Lương vừa nghĩ: Thiên cơ bản, suốt cuộc bảo vật này mang sức mạnh kinh khủng tới nhường nào mà cổ thành lại muốn chiếm đoạt nó đến mức
không từ thủ đoạn như vậy. Cuộc chiến hàng trăm năm, biết bao nhiêu mạng người đã chết, vẫn còn chưa có đủ sao? Vì một thứ bảo vật liệu có đáng? Cơ thần vũ chết, vẫn có cư vân xuất hiện. Nếu ta tiêu diệt cư vân, thì liệu sau này... Một vòng lặp hàng trăm năm, hàng nghìn năm sẽ không có hồi kết. Trừ khi... Sư phụ, điều mà Đỗ Nghị đang nghĩ là đúng hay sai? Mây mưa với nhau từ lúc nửa đêm cho đến khi trời tờ mờ sáng. Cả đêm qua Bạch Tiên Phong không ngủ. Thế nhưng không những ông ta không cảm thấy mệt mỏi, mà ngược lại còn sảng khoái vô cùng. Càng lúc lão gia nhà họ Bạch lại càng trẻ ra trông thấy. Cơ thể hồi xuân như trở lại thời 30. Sức khỏe lẫn tinh thần đều được cải thiện một cách mà cho đến tận bây giờ Bạch Tiên Phong chưa dám tin đó là sự thật. Chỉ cần ngồi trong phòng, Bạch Tiên Phong cũng nghe thấy phía bên ngoài đám gia nhân tỷ nữ của Bạch phủ đang hối hả chuẩn bị những công việc cho một ngày mới trong phủ nhà họ Bạch. Những giọng nói tiếng cười đùa khúc khích của hai tỷ nữ ở khu vực nhà bếp. Nè, đêm qua có nghe thấy gì không? Một tỷ nữ khẽ nói với đồng bạn. Có chứ, chả phải cả đêm qua cho đến tận sáng lão ra với phu nhân chứ gì. Người kia che miệng vừa cười vừa đáp. Sao dạo gần đây lão gia tràn đầy sinh lực thế nhỉ? Cả phu nhân nữa, đêm xuống nghe tiếng phát ra từ trong phòng của phu nhân mà dạo rực chẳng ngủ được luôn ấy. Tự nhiên cũng muốn được như phu nhân quá. Ê, cái đồ hư hỏng. Bạch Tiên Phong nghe đường đám tỷ nữ nói chuyện với nhau từng câu, cứ như thể lão gia nhà họ Bạch đang có mặt ngay bên cạnh của họ vậy. Thật là kỳ lạ, ngũ quan trong người ta thực sự như được nâng lên một tầm cao mới, vừa sang ngưỡng mà một con người bình thường có thể cảm nhận được. Cảm giác này thật là thống khoái. Ta có thể cảm nhận được mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Đây là cảnh giới của thần phải không? Lão gia, thực sự không ngủ sao à? Nhã Tịch nói. Nghe thấy tiếng cười của vị phu nhân yêu kiều, Bạch Tiên Phong quay lại rồi đáp. Ta vô ý quá, lỡ đánh thức phu nhân dậy rồi. Nhưng mà ta thực sự không ngủ được, cơ thể không hề mệt mỏi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Sau khi ăn bát canh thanh nhì đó, cơ thể của ta dường như đã thay đổi hoàn toàn. Nhã Tình, chắc chắn nàng biết nguyên nhân, giải thích cho ta nghe được chứ? Khẽ ngồi dậy với tay lấy chiếc áo choàng khoác lên người, Nhã Tình dựa vào thành giường, đôi mắt ma mị cơ thể buông lơi. Nhìn Bạch Tiên Phong, cô ta mỉm cười rồi nói. Tất nhiên là thiếp biết. Sự thay đổi của lão gia còn vượt xa những gì mà thiếp tưởng tượng. Thiếp lấy làm ví dụ, khi ăn canh thanh nhi bất quá cũng chỉ khiến cho thần sắc được trẻ hóa, cơ thể tràn đầy sinh lực, sức khỏe tăng cường. Còn lão gia thì lại thay đổi da thịt, biến thành một con người khác, với những khả năng mà thường chỉ các bậc chân tu đắc đạo, trải qua nhiều năm khổ luyện, tu tập mới có thể phát huy được một chút gọi là thiên phú hơn người. Bạch Tiên Phong liền hỏi tiếp. Tất cả là nhờ vào bát canh thanh nhi long phụng mà cầu viên dâng đến phải không? Nhã Tình liền lắc đầu. Không, đúng là song thai long phụng là một thần dược chân quý trong việc bồi bổ sức khỏe, giúp con người ta trẻ lại. Thế nhưng nếu nói nhờ vào bát canh đó mà lão gia có được những khả năng tuyệt vời này thì hoàn toàn không phải. Bởi thiếp cũng là người ăn canh, nhưng đâu có được như lão gia. Bạch Tiên Phong cau mày nói. Vậy nguyên nhân là gì? Phu nhân đừng úp mở nữa, nói cho ta biết đi, rồi nàng muốn gì ta sẽ thưởng. Nhất Tình nhuận miệng cười khúc khích. Lão gia ơi là lão gia, là hậu duệ duy nhất của họ Bạch còn sống sót sau trận đại dịch năm đó. Chẳng lẽ chưa bao giờ lão gia được nghe hoặc biết về thân phận thực sự của mình? Thân phận thực sự? Nàng nói thì ta lại càng khó hiểu. Chẳng lẽ ý của nàng muốn nói ta không phải con cháu họ Bạch? Bạch Tiên Phong cau mày hỏi. Nhất Tình nhổm dậy, vòng tay ôm lấy cơ thể của Bạch Tiên Phong, mơn trớn những ngón tay thon dài mềm mại trên người của lão gia nhà họ Bạch. Nhất Tình lúc này liền đáp. Lão gia đích thị là người mang dòng máu của họ Bạch,
Không chỉ vậy còn là dòng máu ưu tú, một dòng máu siêu việt mà chỉ những người được lựa chọn mới có. Lão gia, đã bao giờ lão gia nghe đến cụm từ thần của Bạch tộc hay chưa? Bạch Tiên Phong liền ngơ ngác. Thần của Bạch tộc là sao? Là những cá nhân kiệt xuất, họ có trí tuệ và sức mạnh của thần, là những người bảo hộ cho Bạch tộc. Và thời cổ xưa người Bạch gọi họ với danh xưng là thần tộc, những vị bảo hộ của người Bạch. Nhã Tịnh nói. Bạch Tiên Phong nghe mà rùng cả mình. Nhắc đến hai từ thần tộc khiến cho máu trong cơ thể của Bạch Tiên Phong như đang cuộn trào lên sôi sùng sục. Máu chảy trong huyết quản một cách mạnh mẽ, toàn thân của Bạch Tiên Phong nóng lên đỏ ửng. Bạch Tiên Phong trừng mắt đưa hai bàn tay ra trước nhìn. Lúc này ông ta có thể nhìn thấy được cả sự rung chuyển của máu len lỏi trong từng thớ thịt, cảm nhận được dòng chảy của khí huyết đang lưu thông trong cơ thể. Dường như cảm xúc đang chi phối đến những biến đổi tận sâu trong con người của lão gia nhà họ Bạch. Mỗi khi cảm xúc dâng trào, Bạch Tiên Phong lại như khám phá được một điều gì đó vượt trội. Theo như lời của nàng nói, thì ta chính là người mang trong mình khả năng và dòng máu của thần tộc. Nhất Tình mỉm cười thủ thỉ vào tai của Bạch Tiên Phong. Chính xác là như vậy. Bạch tộc là từ ngữ để ám chỉ những con người sống bên dưới chân núi Bạch Hạc. Trải qua hàng nghìn năm, đã có những lúc người Bạch đứng trên bờ vực diệt vong, nhưng giờ họ vẫn vượt qua được. Trong thời cổ đại, có lẽ Bạch tộc đã xảy ra mâu thuẫn trong nội bộ, dẫn đến việc người Bạch chia làm hai phe. Một phe ở lại dưới địa phận của Bạch Hạc Sơn, có tên là Kim Giang Bạch tộc. Phe còn lại vượt sông Châu Giang khai hoang, khởi nguyên ra hương Kim Sơn, chính là Kim Sơn Bạch tộc. Vào thời điểm sơ khai đó, người khởi nguyên ra Kim Sơn Bạch tộc là một người tên là Bạch Tiên Long, hay còn được người đời gọi bằng cái tên cao quý, đó là Thần Long. Tương truyền Bạch Tiên Long là một thần tộc, trải qua biết bao đời nhà họ Bạch cai quản hương Kim Sơn. Có thể khẳng định lão gia chính là con cháu hậu duệ của Bạch Tiên Long. Do đó bên trong lão gia đã có sẵn dòng máu của thần tộc. Bát canh Long Nhi đó giống như là một chất xúc tác nho nhỏ, giúp lão gia khai phá được những khả năng siêu việt vốn có của thần tộc mà thôi. Chỉ có điều hiện tại lão gia vẫn cần phải học cách làm sao quen với sức mạnh này. Nhất Tình tin chắc những gì lão gia đang sở hữu còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Bởi vì trong một ghi chép từ thời cổ đại, có nói là đã có lúc thần đồng với những người mang trong mình sức mạnh và trí tuệ của thần, họ còn tiến đánh đến tận nơi thần linh cư ngụ. Một chút khả năng này của lão gia vẫn chưa thấm tháp được vào đâu so với sức mạnh thực lực của thần tộc. Bạch Tiên Phong nghe mà sững run cả người, nhìn Nhã Tịnh, ông ta đưa hai ngón tay đỡ lấy cằm của Nhã Tịnh rồi nhẹ nhàng nâng cao, kéo khuôn mặt xinh đẹp đến mức có thể hấp hồn bất cứ ai khi nhìn vào đôi mắt ma mị ấy về phía của mình. Bạch Tiên Phong lúc này liền hỏi: Phu nhân, tại sao nàng biết được tất cả những chuyện mà ta không hề biết? Nghe nàng nói ta có cảm giác nàng mới chính là người nắm giữ toàn bộ bí mật cổ kim của Bạch tộc. Lão già đang hỏi thì Nhã Tịnh xin thưa: Tất cả những bí mật này đều được Cư Vân đạo sư tìm tòi nghiên cứu và ghi chép lại trong quyển sách đó, như một mối nhân duyên mà trời đã ban tặng. Nhã Tịnh may mắn được tiếp nhận những thông tin quý báu này, không giống như là sứ mệnh mà Cư Vân đạo sư giao phó. Giờ chính là lúc thiếp nói hết với lão gia. Nhã Tịnh đáp. Bạch Tiên Phong lúc này nhíu mày. Là nghĩa phụ sao? Nhưng mà tại sao nghĩa phụ lại tìm hiểu những chuyện này? Nhã Tịnh liền trả lời. Bởi vì cả đời của đạo sư coi lão gia như con ruột, cho tới lúc mất vẫn canh cánh trong lòng, lo lắng cho sự an nguy của hương Kim Sơn của lão gia. Đạo sư sợ rằng khi đạo sư không còn nữa, lão gia sẽ bị lũ mọi dân Kim Giang sát hại, dân hương Kim Sơn bị chúng lột ra uống máu. Cách duy nhất để ngăn chặn chúng được chính là tìm hiểu về nguồn cội, về cổ kim hình thành Bạch tộc. Có như vậy mới tiêu diệt được bọn chúng. Lão gia chính là thần tộc, phải chi Cư Vân đạo sư được chứng kiến thời khắc này, âu cũng là một niềm an ủi với đạo sư nơi suối vàng. Bạch Tiên Phong lúc này bồi hồi rồi đáp. Ta hiểu rồi, ta thực sự đã nợ nghĩa phụ nhiều quá.
Sau khi tiêu diệt lũ mọi dân Kim Giang, ta sẽ cho đúc một pho tượng bằng vàng mang hình hài Nghĩa Phụ để người dân Kim Sơn đời đời thờ phụng. Ôm eo của Nhã Tịnh, tà áo khoác mỏng trên người của Nhã Tịnh khét tuột xuống khỏi đôi vai trần đầy gợi cảm. Nhìn cơ thể của vị phu nhân lấp ló sau mảnh áo mỏng tang, mặc dù cả đêm qua quấn nhau không ngừng nghỉ, vậy mà giờ đây cái đó của Bạch Tiên Phong đã dựng nên quá đỗi mạnh mẽ. Phu nhân, ta lại muốn rồi. Thế nhưng thay vì hưởng ứng, lần này Nhã Tịnh khẽ đặt ngón tay lên miệng của Bạch Tiên Phong, đứng thẳng dậy. Nhã Tịnh mỉm cười rồi đáp: bây giờ thì không được lão gia, trời sáng rồi, chúng ta cần đến nơi này trước đã. Đây là thời điểm thích hợp để mở lá bùa đó ra, món quà mà Cư Vân đạo sư dành tặng cho lão gia, chỉ mình lão gia mà thôi. Lối đi xuống bên dưới mật thất nằm trong phòng của Cư Vân từ từ được mở ra. Nhã Tịnh soi đèn bước xuống trước, Bạch Tiên Phong đi theo sau, cảm giác vẫn đi hệt như lần trước. Ngay khi bước chân xuống bậc đá của mật thất, cái lạnh gai người khiến cho Bạch Tiên Phong phải rùng mình, thậm chí lần này còn lạnh tới buốt cả da thịt. Nhã Tịnh châm đèn bên dưới mật thất, mọi thứ dần sáng bừng lên, cảnh tượng vẫn như vậy. Ở chính giữa mật thất vẫn là cái lu lớn đặt trên bệ đá, phía xung quanh là những cây cột gỗ với dây thừng quay lại thành một vòng tròn. Nhã Tịnh lúc này liền nói: lão gia còn nhớ cái lu này chứ? Bạch Tiên Phong gật đầu rồi đáp: tất nhiên là ta nhớ, trong bức thư mà Nghĩa Phụ để lại cho ta, ông nói bên trong lu có chứa linh hồn của một vị thần là Thủ Hộ Thần, người sẽ bảo vệ cho Hương Kim Sơn khi bị bọn Kim Giang Bạch tộc tấn công. Nhưng sao nàng lại đưa ta đến đây? Chẳng phải Nghĩa Phụ dặn khi nào Kim Sơn sẽ ra chuyện mới được gỡ bỏ lá bùa phong ấn Thủ Hộ Thần hay sao? Nhã Tịnh lúc này liền mỉm cười: cuộc chiến sống còn giữa Kim Sơn và Kim Giang sẽ xảy ra sau 2 ngày nữa, chẳng lẽ đó không được coi là an nguy của lão gia và Hương Kim Sơn? Có một điều mà Cơ Vân đạo sư chưa kịp nói cho lão gia hiểu, hoặc cũng có thể là đạo sư ẩn ý truyền lại trong bức di thư. Bạch Tiên Phong lúc này liền hỏi: ý của nàng là gì? Nhã Tịnh lại tiếp: sau khi đọc bức di thư, lão gia đã từng thắc mắc tại sao một vị thần được cho là thần bảo hộ của Hư Kim Sơn mà lại bị phong ấn hay chưa? Đáng lẽ phải gỡ lá bùa đó sớm hơn để mà Kim Sơn được bình yên mới phải chứ. Bạch Tiên Phong lúc này liền nhíu mày: nàng nói đúng, ta thực sự không nghĩ tới thời điểm này có nguyên nhân gì khác sao? Nhã Tịnh lúc này liền mỉm cười: trong cuốn sách Cư Vân đạo sư để lại có nói, ông ấy nuôi dưỡng linh hồn của một vị thần. Linh hồn này mang một sức mạnh vô cùng to lớn và chỉ có đạo sư mới khống chế được. Tuy sách không nhắc tới Thủ Hộ Thần, nhưng tiếp nghĩ chính là linh hồn đang bị phong ấn bên trong chiếc lu kia. Như vậy có nghĩa khi gỡ bỏ phong ấn, trời chăng đã là một điều tốt, bởi đạo sư hiện tại đã qua đời. Biết đâu phong ấn được mở, vì thần ấy không bảo hộ Kim Sơn mà làm điều ngược lại thì sao? Chính vì vậy Cư Vân đạo sư mới căn dặn lão gia: sau 3 năm kể từ khi đạo sư qua đời, lúc đó Thủ Hộ Thần mới tu luyện đủ thời gian, và phải trong trường hợp lão gia hoặc là Hưng Kim Sơn gặp biến cố lớn mới có thể dẫn đến diệt vong mới được cỡ bùa. Quả nhiên nghe nàng phân tích ta mới hiểu được thâm ý của Nghĩa Phụ. Nếu Hưng Kim Sơn đứng trước bờ vực diệt vong, khi đó mà thả Thủ Hộ Thần ra, có thể sẽ cứu được mọi người. Thế nhưng nếu như đã như vậy thì tại sao nàng lại đưa ta xuống đây? Chẳng phải cứ bỏ lá bùa lúc này rất nguy hiểm hay sao? Hiện tại Kim Sơn chúng ta chủ động tấn công Kim Giang cơ mà. Nhã Tịnh lúc này thò thẻ đáp: chính vì cuộc chiến này cho nên thiếp mới lo lắng. Lão gia là người dẫn quân vượt sông Châu Giang, phần nữ nhi yếu đuối chỉ mong tướng công của mình được bình an ca khúc khải hoàn. Nhất định muốn lão già là người sở hữu và điều khiển được Thủ Hộ Thần. Bạch Tiên Phong lúc này tròn mắt: nàng muốn ta kiểm soát thứ bị phong ấn trong chiếc lù này, thế nhưng chẳng phải nàng nói chỉ Nghĩa Phụ mới được khả năng này sao?
Nhất Tình đặt tay lên ngực của Bạch Tiên Phong, là một nụ cười bí hiểm. Cô ta liền tiếp: trước kia thì đúng là như vậy, nếu là lão gia của một ngày cách đây về trước thì Nhất Tình không dám đưa ra ý kiến vừa rồi. Nhưng hiện tại mọi thứ đã khác, sau máu thần tộc trong cơ thể của lão gia đã được khai mở, tiềm năng của lão gia giờ đây là vô tận, chỉ sợ ngay cả Cư Vân đạo sư cũng không thể bì kịp. Một thủ hộ thần nhỏ nhoi đâu có đáng gì chứ. Đừng quên lão gia là dòng dõi của thần tộc, những người từng sánh ngang với các bậc thần tiên. Nhất Tình tin lão gia sẽ thành công, có được thủ hộ thần bên cạnh bảo vệ, cho dù bọn Kim Giang Bạch tộc ghê gớm đáng sợ đến đâu cũng không thể làm hại được lão gia. Chỉ nghe Nhất Tình nói mà Bạch Tiên Phong cũng thấy sảng khoái vô cùng. Lời của Nhất Tình không sai, Bạch Tiên Phong hiện tại đâu còn phải là một con người bình thường nữa. Ông ta còn cho rằng mình đã chạm đến ngưỡng của thần. Có được sự bảo vệ của thủ hộ thần bên cạnh cũng là lẽ thường tình. Như vậy càng oai phong càng bá đạo. Bạch Tiên Phong lúc này nói: nhưng làm cách nào để ta có thể thu phục được thủ hộ thần? Nhất Tình lúc này liền trả lời: trong sách Cơ Vân đạo sư có nói, ông ấy cũng muốn nuôi dưỡng linh hồn của thủ hộ thần bằng chính máu của mình. Bây giờ chỉ cần lão gia dùng máu của lão gia để áp chế linh hồn đang bị phong ấn trong chiếc lu kia, khiến linh hồn đó phải khuất phục. Từ thuở khai thiên lập địa, chỉ có kẻ mạnh mới khiến cho kẻ khác phải tâm phục. Khi thủ hộ thần tiếp nhận máu của lão gia, lúc đó lão gia chính là chủ nhân của thủ hộ thần. Bạch Tiên Phong vẫn còn có chút nghi ngại. Nhưng lỡ như chuyện này không thành công thì sao? Nhất Tình lúc này liền đáp: lão gia đừng có lo, trong trường hợp xấu nhất chúng ta phải để phong ấn linh hồn đó lại. Thiếp là người giữ cuốn sách của Cư Vân đạo sư, thiếp sẽ bảo đảm an toàn cho lão gia. Chẳng lẽ lão gia không tin thiếp sao? Cho tới thời điểm hiện tại, tất cả những gì thiếp làm đều là vì lão gia. Sức mạnh của thần tộc này cũng chính Nhãn Tịnh tìm cách giúp lão gia khai thông, như vậy vẫn chưa đủ để cho lão gia tin tưởng. Nhất Tình khẽ rơi nước mắt, siết chặt hai bàn tay lại. Bạch Tiên Phong trừng mắt nhìn thẳng về chiếc lu lớn hạ quyết tâm. Bạch Tiên Phong lúc này liền nói: được rồi phu nhân, ta sẽ làm theo ý của nàng. Bạch Tiên Phong ta giờ còn gì phải sợ, thu phục được thủ hộ thần tới lúc đó ta sẽ giết sạch đám mọi dân Kim Giang Bạch tộc để trả thù cho nhà họ Bạch, cho những người dân Kim Sơn bị chúng hãm hại. Hãy cho ta biết ta phải làm thế nào đây? Nhất Tình lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống gò má, là một nụ cười mãn nguyện. Nhất Tình chỉ tay về chiếc lu rồi nói: Cơ Vân đạo sư dùng máu dưỡng thủ hộ thần bằng cách nhỏ máu của mình trên nắp chiếc lu, máu chảy xuống sẽ tự động thấm vào bên trong. Lão già cũng chỉ cần làm như vậy là được. Khi nãy lão già sợ không áp chế được thủ hộ thần, nhưng lão già đừng quá lo. Nếu thủ hộ thần không chấp nhận lão già, lá bùa đó vẫn ở đấy, linh hồn trong chiếc lu không thể thoát được ra bên ngoài. Ta hiểu rồi, vậy còn gì đáng sợ chứ, chỉ là một khảo nghiệm nhỏ mà thôi. Bạch Tiên Phong đáp. Nhất Tình liền tiếp: Bạch lão già cầm lấy con dao nhỏ này, bước vào trong đó trèo lên bục đá, cắt máu cho chảy xuống nắp lu, sau đó chờ đợi. Hãy cảm nhận máu của mình. Với khả năng của lão già hiện tại, thêm nghĩ không quá khó để biết được những gì đang xảy ra bên trong chiếc lu. Lão già luôn phải nhớ, lão già là thần tộc. Nhận lấy con dao từ Nhãn Tình, Bạch Tiên Phong nhảy qua cột gỗ tiến lại gần chiếc lu, chạm một tay vào thân lu. Bạch Tiên Phong sức người, trong khoảnh khắc lão già nhà họ Bạch cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ khủng khiếp đang luân chuyển bên trong chiếc lu kỳ quái này. Cơ thể như bất động ngửa mặt lên trần cao, Bạch Tiên Phong hít một hơi thật dài rồi từ từ thở ra. Đôi mắt sáng quắc ánh lên đỏ sậm, nhận miệng cười Bạch Tiên Phong để nói: ta cảm nhận được nó thật là mạnh mẽ, ta muốn sở hữu thứ này. Nhất Tình hãy xem ta đây, Bạch Tiên Phong ta sẽ trở nên thành thần. Đứng bên ngoài khu vực phong ấn, Nhất Tình mắt nhìn không chớp, đôi mắt sắc lạnh ma quái của cô ta đang dõi theo từng hành động của Bạch Tiên Phong. Hào hức hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc Bạch Tiên Phong tự xoay tay cắt máu nhỏ vào lu.
Cuối cùng thì sau hơn 18 năm, ta cũng đã chờ đợi được thời khắc quan trọng này. Con của ta sắp được ra đời rồi. Sau nhát dao cứa sâu vào trong lòng bàn tay, máu của Bạch Tiên Phong cứ như vậy nhỏ xuống nắp lu từng giọt. Nhã Tịnh toàn thân run rẩy, cơ thể run lên vì sung sướng. Bề dưới mật thất vang lên tiếng cười man dại. Ta thành công rồi, ta thành công rồi. Bạch Tiên Phong giật mình, trừng mắt nhìn những giọt máu đang ngấm rất nhanh vào bên trong chiếc lu. Không chỉ máu rơi xuống nắp lu mà cả máu đang chảy ra từ vết thương cũng bị hút xuống rất nhanh chóng. Lão gia nhà họ Bạch cảm tưởng như thứ ở trong lu đang muốn rút cạn máu của mình. Nhã Tịnh vẫn đứng đó cười lên man dại. Ở bên trong vòng tròn phong ấn, Bạch Tiên Phong hoàng hồn muốn rút tay ra khỏi lu nhưng toàn thân không tài nào cử động nổi. Nhã Tịnh, chuyện này là sao? Không thể quay đầu lại nhìn, từ miệng của vết thương máu vẫn chảy xuống và thấm trong lu không ngừng. Bạch Tiên Phong tái xanh mặt mũi, nhận thấy sự việc mỗi lúc một tồi tệ khi chiếc lu kia đang hấp thụ quá nhiều máu của mình. Lão gia nhà họ Bạch nghiến răng vận sức, khả năng vượt trội hơn người của Bạch Tiên Phong lúc này cũng được phát huy khi cơ bắp của ông ta nổi lên cuồn cuộn, sức khỏe được tăng cường. Bạch Tiên Phong mặc dù vẫn chưa thể cử động linh hoạt nhưng đã có thể rút bàn tay bị thương ra khỏi lu. Khốn kiếp, thả ta ra. Tưởng chừng như chỉ còn một chút nữa là thoát thân, thế nhưng lúc này Nhã Tịnh phẩy tay, lá bùa dán trên chiếc lu bất ngờ bị một cơn gió thổi bay. Bạch Tiên Phong vẫn cố gồng mình để thoát khỏi lực hút từ chiếc lu đang kéo cơ thể của ông ta này. Nhưng khi mà lá bùa được gỡ ra, chiếc lu rung lắc dữ dội. Từ trong miệng lu tỏa ra những làn khói đen xì dày đặc. Màu khói đen này vần vũ rồi quấn đích chặt người của Bạch Tiên Phong. Lúc này Bạch Tiên Phong có vận sức đến đâu cũng không thể nào cử động được dù chỉ là một ngón tay. Không chỉ dừng lại ở đó, làn khói đen kỳ dị kia không ngừng trói chặt Bạch Tiên Phong mà còn từ từ nhấc bổng cơ thể của lão gia nhà họ Bạch lên cao. Bạch Tiên Phong lúc này liền nói lớn: Nhã Tịnh, cứu ta, chuyện gì thế này, sao lại... Sau làn khói đen kia từ trong miệng lu xuất hiện những tia sáng màu đỏ au như màu máu. Thứ ánh sáng này phóng thẳng về phía của Bạch Tiên Phong, rồi những sợi chỉ đỏ với đầu nhọn hoắt tựa như là kim đâm xuyên qua da thịt, găm chặt vào tứ chi và thân người của Bạch Tiên Phong trước khi lão gia của nhà họ Bạch kịp nói hết câu. Những đường sáng màu đỏ ấy tiếp tục rút máu của Bạch Tiên Phong. Lão gia nhà họ Bạch có thể cảm nhận rõ từng giọt máu trong cơ thể của mình đang bị thứ quỷ quái trong chiếc lù hút mất, đang bị những thứ quỷ quái trong chiếc lù hút lấy. Cứ như vậy Bạch Tiên Phong dần dần không còn chút sức lực nào nữa. Thều thào Bạch Tiên Phong liền hỏi Nhã Tịnh: Nhã Tịnh, người lừa ta, tại sao người làm vậy? Nhã Tịnh nãy giờ chỉ khúc khích cười một cách đầy sảng khoái, lúc này mới lên tiếng nói: Nhận ra rồi phải không? Chỉ có điều muộn quá rồi. Cảm ơn ngươi, nhờ vào dòng máu thần tộc đang chảy trong người của ngươi mà con của ta mới được sinh ra. Chẳng có thủ hộ thần nào ở đây cả. Thứ mà ta đang trông đợi chính là ma thần. Trong chiếc lu đó đúng là có một linh hồn bị phong ấn, một linh hồn được tạo ra từ 1000 quả tim người. Giờ thì ngươi đã biết tại sao mật thất này lại lạnh đến độ bút ra bút thịt như vậy rồi chứ? Bởi vì ở đây tích tụ oán niệm của hàng nghìn người trong suốt 20 năm qua. Nói cho dễ hiểu, đây chính là nơi mà ta dùng để nuôi dưỡng ma quỷ. Nhưng tất cả sẽ chẳng đi về đâu nếu không có sự giúp sức của ngươi. Bởi chỉ có máu của thần tộc mới có thể tạo ra được ma thần. Bạch Tiên Phong ngửa đầu ra phía sau, nhìn Nhã Tịnh cho đến tận bây giờ. Lão gia nhà họ Bạch không thể nào hiểu được tại sao vị phu nhân của ông ta hết lòng yêu thương
lại hãm hại ông ta. Bạch Tiên Phong nói bằng một giọng yếu ớt khi máu trong cơ thể vẫn đang bị thứ quỷ yêu bên trong đù hút dần. Nhà tỉnh, có phải nàng đang bị ma quỷ chi phối? Nhà tỉnh của ta sẽ không bao giờ làm chuyện gì tổn hại đến ta. Vừa nói Bạch Tiên Phong vừa thổ huyết. Đáp lại lời của Bạch Tiên Phong, nhà tỉnh cúi đầu cười như điên dại. Lý do nào khiến người nghĩ nhà tỉnh, phu nhân của ngươi lại có thể nắm trong tay nhiều bí mật huyền cơ đến như vậy chứ? Ta cứ nghĩ sau khi dòng máu thần tộc trong ngươi được thức tỉnh, ngoài những vượt trội về ngũ quan, trí tuệ của ngươi cũng sẽ vượt tầm, ngươi sẽ thông tuệ hơn. Thế nhưng có lẽ ta đã nhầm, hoặc là do ngươi chưa đủ thời gian để làm quen với sức mạnh đó. Bạch Tiên Phong lúc này liền thều thào nói, là vì quyển sách của nghĩa phụ Cử Vân, nàng từng nói trong sách có ghi chép lại tất cả những học thuật của nghĩa phụ. Nhà tỉnh, nhất định nàng bị tà hoại nhập ma rồi. Bạch Tiên Phong càng nói nhất tỉnh lại càng cười như là muốn sảng, đôi mắt sắc lạnh đến mức đáng sợ. Nhất tỉnh cuối cùng cũng nói cho Bạch Tiên Phong nghe biết toàn bộ sự thật, đồng thời khẳng định thân phận thật của mình. Ngay khi nhát tình cất giọng nói, Bạch Tiên Phong phải há hốc mồm, toàn thân lạnh toát, bởi đó không phải là giọng nói hàng ngày của nhát tình, mà là một giọng nói rất quen thuộc với Bạch Tiên Phong. Chỉ có điều người có giọng nói này đã chết cách đây 3 năm về trước. Con trai của ta, con vẫn nhận ra giọng của ta chứ? Đó chính là giọng nói của Cư Vân đạo sư và cũng chính là nghĩa phụ của Bạch Tiên Phong. Lão gia nhà họ Bạch không dám tin vào mắt của mình khi từ miệng của nhãn tịnh lại thốt ra giọng nói của Cư Vân, người nghĩa phụ đã qua đời cách đây 3 năm về trước. Bạch Tiên Phong lúc này liền ú ớ, sao lại có thể như vậy? Cư Vân nghĩa phụ, chẳng lẽ hồn ma của nghĩa phụ nhập vào thân xác phu nhân của con? Cư Vân trong hình hài của nhãn tịnh đáp, cũng hợp lý đây, nhưng mà đáng tiếc lại không phải như vậy. Dung mạo này đúng là của Nhã Tịnh, nhưng thân xác thì không. Con trai, con không vui khi biết nghĩa phụ của mình còn sống hay sao hả? Có thể như đang bị hút cạn sinh khí, thế nhưng Bạch Tiên Phong thực sự không chấp nhận nổi cú sốc này. Mọi thứ đối với Bạch Tiên Phong giờ đầy quá mông lung, mơ hồ, hư hư ảo ảo. Bạch Tiên Phong hét lên trong sự hoảng loạn cùng cực. Không, không phải thế. Tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ta muốn tỉnh lại, làm ơn ai đó đánh thức ta dậy đi, làm ơn. Cử Vân lúc này tiếp tục, sợ lắm phải không? Phu nhân cùng con gái của người đã chết hơn 1 năm nay. Người mà thời gian qua người ân ái mặn nồng không phải nhãn tỉnh, mà chính là Cử Vân nghĩa phụ của người. Chỉ có dung mạo ta đang mang là của nhãn tỉnh mà thôi. Nhưng cũng phải nói, Cử Vân này thực sự cảm động trước tình cảm của hai người. Phu nhân của người nhã tỉnh đã bị ta lột ra mặt, đau đớn đến cùng cực như vậy mà vẫn khóc lóc van xin hãy tha cho người, đừng làm hại ngươi và đứa con gái của các người. Thời gian qua coi như ta giúp ngươi được hoàn lạc, được cảm nhận sự sung sướng bên người vợ vốn đã chết của mình, âu cũng là một ân huệ đối với người. Thế nhưng cũng không phủ nhận ngươi đã thỏa mãn ta rất tốt. Bạch Tiên Phong nghe xong những lời của Cư Vân nói mà uất ức, ghê tởm đến mức phun cả máu lên trên trần mật thất. Đôi mắt trần trừng mở to, lòng lên sòng sọc. Bạch Tiên Phong lúc này nghiến răng kèn kẹt rồi đáp. Nghiệt xúc. Dứt lời Bạch Tiên Phong nhắm mắt, không còn nói thêm được điều gì nữa. Máu từ cơ thể của Bạch Tiên Phong vẫn chảy vào trong lu chưa dừng lại. Cư Vân nở một nụ cười ma quái. Người chưa có chết được đâu, giá trị của người vẫn còn lớn lắm. Con trai của ta, sau này con vẫn sẽ ở bên cạnh ta. Tại Bát Quái Địa Đạo, nhóm của Thầy Lương vẫn còn đang di chuyển bên trong cửa càn, đường hầm được cho là dẫn tới Bạch Phủ. Họ cũng đi đường được một quãng đường dài. Thầy Lương cầm đèn mang sông đi trước,
Vương Khải, A Thiện, A Luân lần lượt bước theo sau. Đang đi bóng thầy Lương dừng lại. Ở phía sau ông chủ Vương lúc này liền hỏi: đến rồi phải không hả thầy? Thầy Lương đứng chôn chân một chỗ, sợi đèn lên soi sáng khoảng không phía trước mặt. Thầy Lương liền đáp: đến rồi. Thế nhưng mà không thấy lối ra đâu cả. Đây là một đường hầm cụt. A Luân chân lên phía trước, quả nhiên không còn đường nào để đi tiếp. A Luân lúc này liền hỏi: sao lại thế hả? Lối ra ở đâu? Thầy Lương lúc này liền trả lời: lối ra đã bị vùi lấp bởi đất đá. Như vậy thì tôi càng tin chúng ta thực sự đang ở trong khuôn viên nhà họ Bạch. Còn việc không có đường ra, chắc có lẽ sau từng ấy năm Bạch Phủ xây dựng thêm nhiều công trình, và vô tình một trong số đó đã biết mất cửa hàng. Thời gian cấp bách không dễ gì mới đến được đây, mà bây giờ có lẽ chúng ta đành quay trở lại thôi. A Thiện nghe vậy thì hỏi: ý của thầy ta quay lại trung tâm của bát quái địa đạo? Thầy Lương liền gật đầu rồi đáp: đúng vậy, trước mặt là đường cụt, có đào thẳng về phía trước cũng không biết đi đến đâu. Chưa kể nếu như chúng ta đang ở dưới nền móng của một ngôi nhà thì có đào cũng vô ích. Chỉ bằng quay trở lại vị trí trung tâm, ta sẽ tìm một con đường để vào trong Hương Kim Sơn. Vẫn còn 5 cửa nữa cơ mà. Ông chủ Vương lúc này thở dài buồn rầu rồi đáp: cũng đành vậy thôi, chưa biết phải làm sao. Chỉ mong dân Kim Sơn vẫn bình an vô sự, không biết từ đằng lúc này như thế nào nữa. Mất bao nhiêu công sức mà bây giờ vẫn phải quay lại, mệt chết đi được. A Thiện lúc này than thở. Thầy Lương động viên rồi nói: cố gắng lên nào. Việc cứu cả Hương Kim Sơn ngay từ đầu đã được xác định là một việc vô cùng khó khăn, phải trải qua nhiều gian nan cực khổ. Hãy nghĩ đến sinh mạng, nghĩ đến cuộc sống của bà con dân Kim Sơn và Kim Giang để mà tiếp tục cuộc hành trình này. Đến cả chúng ta cũng nản lòng thì mọi người biết trông cậy vào ai. Uống ngụm nước đi rồi tính tiếp. Thầy Lương cầm cái đèn mang sông lúc này cũng đã leo lắt vì sắp hết dầu. Chỉ còn đèn sẽ tắt khi mà chưa kịp quay lại trung tâm của địa đạo. Nếu nói mệt thì người mệt nhất ở đây phải là thầy Lương. Tuổi cao, trong khi đó từ chuyến đi Kim Sơn lần trước, thầy Lương đã phải hao tổn nhiều sức lực. Sau khi trở về Kim Giang, nghỉ ngơi chẳng được mấy canh giờ, lại tiếp tục lao vào công việc bào chế thuốc giải độc ngải tán. Những ngày trôi qua, thầy Lương còn chưa có nổi một giấc ngủ ngon lành. Thế nhưng trong bất cứ một hoàn cảnh nào, ánh mắt của thầy vẫn ánh lên một sự rạng ngời. Chưa ai nghe thấy thầy Lương than thở lấy nửa lời về sự mệt mỏi. Ngược lại, thầy Lương luôn động viên, trấn an tinh thần của tất cả mọi người. Là tấm gương, là đầu tàu cho những người trẻ như A Thiện, A Luân noi theo. Tiếp tục di chuyển vẫn như cũ, thầy Lương đi đầu, theo sau là 3 người còn lại. Thế nhưng khi mà kiểm tra phía sau A Thiện, ông chủ Vương, còn A Luân thì vẫn đứng đó không thấy động tĩnh gì. Thầy Lương khẽ gọi: A Luân, cậu sao vậy? Chúng ta phải đi thôi. A Luân nhìn thầy Lương đưa tay lên miệng làm dấu im lặng rồi nói: thầy Lương, thầy có nghe thấy tiếng gì không thầy? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.